Xin chào quý vị, chào mừng quý vị cùng đến với sân đấu Old Trafford để cùng dõi theo cuộc đối đầu giữa Man United và Tottenham Hotspur. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với sân đấu Old Trafford vào ngày lễ Boxing Day. Manchester United và Aston Villa là hai câu lạc bộ có nhiều trận thắng nhất ở ngày lễ tận quà 26 tháng 12. Dù ngày tháng đã trôi nhạt nhòa, đoạn đường vẫn còn đầy phấn ta. Nhưng mà mắt của lòng chưa.